Rồi, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người độ revert cho van cơ. Van cơ nha, van cơ thì chưa có revert đúng không nào. Ở đây chúng ta có những cái bo revert nhỏ xíu này. Mình đã thiết kế lại nhỏ xíu luôn, rất là nhỏ. Mục đích của việc rất nhỏ và rất mỏng này là để nhét vào vừa cái van cơ này, đồng thời có thể độ vào loa kéo, âm ly, mixer, vân vân, tất cả đều được nha. Tất cả những cái gì, những cái thiết bị mà cần đến hiệu ứng âm thanh, như echo, reverb, chúng ta đều độ được hết. Độ cho loa kéo bị mất echo, độ cho loa kéo echo bị dở không hay, độ cho van cơ, độ cho âm ly và gắn được cho tất cả các mixer. Ví dụ như những cái mixer Việt Nam nè. 6 line, 8 line này, mixer Soundcraft nè. Rồi những cái mixer thông dụng của China bán nè. Đó, hàng rẻ đó. Rồi, việc độ rất là dễ dàng. Ở trên này mình đã hàn sẵn một sợi dây. Trên bo có ký hiệu là B0ELR. B cộng là cấp điện dương. 0 là mát. E là dây echo, led right là dây out, B cộng là màu đỏ, mat là màu trắng, echo là dây màu xanh dương, hai dây out, led right đó là dây đen và dây vàng. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đây, mở cái van cơ ra. Van cơ này rất là thông dụng đúng không? Hầu hết tất cả các van cơ K5 K5, K6, rồi K10, Bluetooth, rồi KM, rồi tất tần tật van cơ đều na ná giống nhau hết nha. Tìm nhanh nè, dây dương nè, dây mát nè, hai dây nha. Các bạn có thể câu chỗ khác cũng được, ở đâu chỗ đó, đâu đó trên bo nó đều có cái dây dương. Nó ví dụ như ngay cái con trở to to này nè, 150 ohm 2W nè. Cái con trở bự, hai con này hầu như van nào cũng có đúng không? Van nét cũng có nha. Van nét, van JBL. Mấy cái van cơ hầu hết đều thấy hai con trở này. Nó có thể màu xanh dương, nó có thể màu xám. Và một đầu của nó là được nối đến 15V nha. Thì đó cũng chính là điện nguồn 15V. Rồi, mát chúng ta có thể lấy trên bo này rất là nhiều điểm mát nên lấy chỗ nào cũng được hết nha. Không quan trọng. Bây giờ mình bắt đầu làm luôn nè. Dây màu đỏ là dây dương 15V nha. Mình hàn ngay cái điểm nguồn, đầu nguồn cũng được nè. Bên này nó hơi khó hàn. Mình hàn ngay cái con trở này cũng được luôn. Nó quá dễ. Rồi dây thứ hai. Dây thứ hai là dây trắng, là dây mát. Mình hàn tìm một cái điểm mát nào đó nha. Dây mát. Rồi dây mát đây. Dây thứ ba là dây xanh dương. Mình sẽ lấy cái tín hiệu này đưa về bo echo này nè. Lấy cái tín hiệu mic để đưa về echo nha. Dây này gọi là dây echo. Rồi các bạn nhìn ở phía trước nè. Volume micro. Đây cái volume micro đây nha. Volume mid volt. Rồi mình hàng ngay chân giữa của mid volt nha. Nó có hai hàng chân, bạn hàng chân hàng nào cũng được hết. Nhưng mà ngay chân giữa là được nha. Làm sao để thấy được nè. Đây. Rồi cố gắng nhìn nha. Hàng ngay chân giữa của mid volt. Volume mid nha, ngay chân giữa volume mid. Rồi, tiếp theo. Còn lại hai dây nữa. Bạn tìm đến echo lever. Ngay cái echo lever nha. Hàng chân số 1 và chân số 4 của echo lever. À, của volume echo á. Hàng vào chân số 1 và chân số 4 của echo nha. Hai dây này không có phân biệt là phải trái gì hết, bạn cứ hàng lộn trái qua phải cũng được luôn. Tại vì khi nó đưa ra nó vẫn đều như nhau mà. Chân 1 và chân 4. Số 1, 2, 3, 4. Tại vì chân số 2, số 3 là mát rồi. Chân số 1, số 4 của Polymeco. Rồi xong nha, test nha. Rồi bắt đầu test nha. Mình sẽ mở và con van lên. Mình sẽ mở main lên. Ồ, cái main này gió mạnh quá nó không.
Rồi, bắt đầu nhé. Cắt micro thôi, alo thôi chứ nào. Đóng cái volume này xuống nè. Alo. À, cái này là echo bình thường của máy này nha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếng này là tiếng 1, không có echo nha. 1, 2, 3. Rồi, bây giờ mình sẽ đóng cái volume repeat lại cho nó khỏi nhảy nữa. Đâu mình chỉnh cái này nè. 1, 2, 6. Rồi, đến đây chúng ta sẽ chỉnh cho nó vang cái độ dài vừa phải thôi nha. 6 lên. À, bây giờ chúng ta có cái nút gạt đây nè. Nếu mà gạt lên on thì nó sẽ là reverb. Mà gạt xuống off á thì nó sẽ là echo cộng reverb. Nếu như máy của mình là con vang này đã có echo rồi mà echo của nó cũng là chạy stay rất là hay rồi nha. Bây giờ mình sẽ thêm reverb thôi. Vậy bây giờ mình sẽ gạt cái này lên on nha. Thì khi đó ba cái nút này sẽ là nút decay, rồi nút re-delay và nút dumping nha. Decay nè là cái độ dài của cái tiếng reverb nha. Nè, 1, 2, 2. Bây giờ cho nó dài hơn nè. 6, 1, 2. Mình cho nó dài vừa phải thôi. Nếu mà nó dài quá thì nó sẽ nó vang khó chịu. Đó. Nó dài vừa phải cho cái tiếng ca của mình nó mượt. Rồi cái thằng dumping này mình giảm xuống gần gần hết luôn. 1, 2. Thằng re delay mình cho nó hơi cao lên một xíu. Đừng cho nó lặp lại nhiều, nó lại giống echo mất. 6, 7, 8, 9, lên, hay. Bây giờ nó xịt rất là mượt luôn á. 6, 7, lên. Sau đó bây giờ mình sẽ tăng cái echo lại. Tăng cái, bây giờ mình sẽ đóng cái này lên nha, đóng này lại nha. Bây giờ mình sẽ tăng repeat lên, chỉnh lại bình thường nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, bây giờ mới đệm thêm, trộn thằng reverb vào nha. 6, 7, 8, 9, lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thực sự có một điều là mình sẽ chỉnh không hay bằng những khách hàng của mình. Có một điều lạ là bởi vì khách hàng họ mỗi người một cái tai, họ nhiều người kinh nghiệm khác nhau. Cho nên là họ về chỉnh cũng có nhiều người chỉnh rất là hay, nhưng mình chỉnh ở đây là theo ý thích của mình thôi. Ý thích của mình là như vậy, mình chỉnh mình ca theo cái giọng của mình. 6 7 8 9 lên 1 2. Đó. Rồi, các bạn có thể chỉnh theo ý của mình và nó mượt hơn. Chỉnh làm sao cho echo nhỏ thôi, reverb vừa mượt là hát sẽ rất là hay nha. Ngoài ra bộ bo này còn có thể độ được cho loa kẹo kéo nữa. Thế nữa mình sẽ làm luôn cái clip cho loa kéo luôn nha. Rồi, như vậy cái này độ xong rất là dễ. Các bạn lấy một tấm giấy chắn mặt dưới, xong rồi gắn nó vào bên trong luôn. Rồi, nó mỏng nên nó sẽ bỏ vừa trong trong máy luôn và ụp máy lại không bị ảnh hưởng gì nha. Hoặc là nếu các bạn muốn chỉnh cái nút này cho dễ dàng á thì bây giờ bạn chỉnh luôn đi, xong rồi đóng đóng nắp lại. Còn không nữa thì bạn sẽ mượn một cái volume này cho nó một cái lỗ, hoặc ta dùng một cái volume nào mà không không dùng đến á, chúng ta câu dây qua nhé. Rồi, ok.